rửa móng em 16 17 tiếng đồng hồ không đủ ăn, vậy mà đòi về xây dựng đất nước, mang tiền để xây dựng đất nước. Chán mấy ông bà què quá, không làm được cái gì. À, Trung Anh nó lên nó chỉ quay cho vài phút để cho bà con xem cái cảnh của Hạ Long thôi. Đấy. À, vịnh Hạ Long cho bà con xem thôi. Bãi cháy buổi tối đấy, người ta ngồi uống bia, uống nước mía với ấy đầy đường như thế, ở Việt Nam vui như thế. Ở Mỹ làm gì có trường hợp được ngồi vui như thế. Đấy, cho mọi người nhìn thấy. Rồi cháu nói chuyện tiếp đi. Nãy đang nói chuyện rõ, nói chuyện tiếp. Đối với con thì bây giờ nói chung là mình cũng không biết là mình cái chuyện sắp tới là nó sẽ như thế nào, nhưng mà bây giờ nhân dân thì bây giờ ai có cái suy nghĩ gì mà về đất nước một cách đúng đắn tích cực thì cứ lên chia sẻ để mà những cái người dân thiếu hiểu biết người ta sẽ hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà người ta quý trọng hơn về cái cuộc Đúng sống của rồi. họ. Chứ hỏi bác chứ bây giờ đó đùng một cái đi vô tù ngồi mấy chục năm. Đấy. Mà con không hiểu sao mà lên trên mạng cũng ngồi cũng cũng là bêu rếu Việt Nam cũng hay thiệt luôn á. Lên á thì mặt mày vẻ rồi như hắc bội vậy á, rồi lên rồi nói Việt Nam mà đau khổ đau thương bị đàn áp này kia nọ, mà lên chửi Việt Nam không còn một cái gì hết. Nếu mà một cái đất nước mà người ta không có cho mình cái quyền nói như vậy đó thì mình có cái quyền được lên trên mạng mình ngầm chửi người ta không? Mà Đúng mình có rồi. xung lên mình vẽ mà mặt mày mình trang điểm mình lên mình ngồi mình chửi rủa là cái nơi cái chỗ mình đang sống bằng đã sinh ra cho mình không? Bởi vậy con nói nhiều người ở Việt Nam á, họ họ bán hết tất cả những cái nhân cách đạo đức và cái lương tâm của họ, bán rẻ quê hương đất nước của họ. Vì bây giờ con cũng không biết là họ vì về cái gì, vì vài đồng bạc hay là vì về cái gì để nó là bác thấy không? Thật sự tin á, người ta vẫn theo dõi chứ người ta không phải là không theo dõi, nhưng mà tôi nghe nói là người ta cần có bằng 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 chứng, nên cứ để cứ phải bắt buộc để cho nó lộng hành như vậy, rồi khi nào mà đến thời cơ chín mùi rồi ta mới bắt nó. Hỏi bác chứ bắt vô trong đó rồi mình ở tù rồi cái lũ kia nó có lo cho mình ra được không, chỉ cho làm cho nó cái cớ để mà lúc nào nó biết nó chỉ mỏ về Việt Nam, nó cũng kêu là Việt Nam bắt bớ đàn áp dân này kia nọ. Tại sao bao nhiêu người không đi bắt mà lại đi bắt mình, phải không Đúng ạ? rồi, Tại sao giống như đúng. là con với bác Trần Siêu này, tại sao công an người ta không bắt mà lại đi bắt mình? Đấy, nhưng mà có mấy vấn đề chúng nghĩ này này. Cái thứ nhất là vì vấn đề bọn chúng nó hận thù về đất nước Việt Nam, hận thù về Đảng Cộng sản đã đánh đuổi bọn chúng đi. Hiện tại bây giờ chúng về thì về không được. Đấy, con cái chúng thì đi học ở bên Mỹ thì nhiều khi không biết tiếng Việt. Thế là về Việt Nam thì không nào là không không về được. Cho chúng rất là hận thù, chúng muốn là về phá rối đất nước Việt Nam chứ không về được thì nó phá rối. Cái kiểu như là nó phá rối cho đất nước Việt Nam này, nó chờ để cho cái nền kinh tế nó giảm sút xuống để nó có cớ để nó chửi. Nhưng mà nó thấy Việt Nam mình càng ngày càng phát triển ấy, thì nó lại càng tức, càng tức tối. Đấy, thế thôi chứ người về dân Việt Nam càng sướng bao nhiêu thì bọn nó ở bên Mỹ nó càng tức tối bấy nhiêu. Đấy, thì nó ở bên Mỹ nó khổ hơn Việt Nam mình nhiều. Nói như mấy chị ở bên nước ngoài đấy, như chị Lisa Nguyễn thì một số nói bên nước ngoài đấy, ở bên nước ngoài có phải sung sướng đâu, rất là khổ hơn Việt Nam nhiều. Chị về về Việt Nam chị sang bên đó là chị so sánh giữa cái công việc làm và cái ăn tiêu ở bên đó. Ở bên đó nói ví dụ như nói về đồng đô la đổi ra tiền Việt Nam thì nó nhiều thật, nhưng thực tế chi tiêu ở bên đó rất là nhiều. Đấy, ở bên mình chỉ cần kiếm được khoảng 5 6 triệu thôi một tháng thì là cả gia đình người ta đủ ăn rồi. Nhưng ở bên Mỹ 3.000 đô không đủ ăn với một người thôi, thì mất 1.500 xây nhà rồi này, rồi còn thuế tiền má mất 500 rồi này. Nói như các chị thế nào, tiền thuế tiền má là mất 500 rồi, lại còn là 1.500 thuê nhà rồi, thế 2.000 rồi, thế còn 1.000 chi tiêu mà cái ổ bánh mì ấy, là đã mất mẹ nó 5 đô rồi, ăn một ổ bánh mì thôi mất 5 đô, trong khi đó ở Việt Nam này mẹ 5 đô thì mua đến mấy chục cái ổ bánh mì, ví dụ thế. À, nói như các chị nói thế thì mình biết là ở bên Mỹ là khổ hơn ở Việt Nam rất là nhiều, chứ không phải sung sướng gì. Còn làm là toàn làm 15 16 tiếng đồng hồ.
đấy đấy, thế cho bọn nó cay cú đó, cay cú nó thấy người Việt Nam mình càng nó càng giàu có thì nó càng tức tối, nó càng coi như là gay, nó ghen ghét đấy, nó phá đám thôi đấy. Xin mời cháu. Cái điều đó phát xuất từ đâu bác không biết, biết không, thì nó cũng cái vì cái lòng thù hận, và cái lòng thù hận nó phát xuất từ cái sự ích kỷ của bản thân của con người ta ra thôi. Ở đây thì con nói Còn với bác từng xuyên nghe này, không phải là người ta không cho về phải không, có nghĩa là cái đúng chính sách của Việt Nam mình là nghị định 36 là người ta cũng vẫn muốn là kiều bào về để hòa hợp, về xây dựng quê hương đất nước, nhưng mà cái rõ rồi ràng ở đây là nó muốn về nhưng mà nó muốn cai trị, nó không có muốn làm một người dân bình thường. Chứ một đúng người ta rồi thấy Việt Kiều người ta đi xong người ta về một bình thường, người ta cũng vẫn sống bình thường, sống bình yên, chứ đâu phải là Việt Nam là không cho họ về đâu. Nói thẳng đúng ra mấy thằng rồi Hùng Lâm, Hùng Phạm này kia nọ nó cũng về bình thường, nhưng mà bây giờ ừ nó trong đầu nó, con nói bác nghe này, nó cứ bị tiêm nhiễm bởi cái gì mà rất là khủng khiếp của người Cộng sản Việt Nam mình, phải không đúng ạ? rồi nó nói cộng sản nó sợ rồi Nó như một đứa con nít mà 3 tuổi vậy đó, cứ hăm mấy người kia mà hăm dọa hù dọa một chút xíu là nó sợ, nó giống như là đúng sợ cộng sản, sợ ma vậy đấy. Con có rồi cảm cái giác sao như máu kiểu rồi nó không đứt mà nó sợ vậy đấy, chứ bản đấy thân của nó rồi vẫn là người bình thường, nó không có đúng chịu lớn, 60 70 tuổi rồi nhưng mà không có chịu lớn, đâm ra mà đúng khi mà rồi họ không có lớn, đâm ra cái đầu óc cái trí não của họ thốt ra đó, nó khiến cho chúng ta không có cảm thấy chúng ta trân trọng. Không nói chuyện ở đây không có một cái lý lẽ gì hết, không có một cái lập luận gì đó để cho cái người Việt Nam ở trong nước người ta tôn trọng, mà khi người ta không tôn trọng thì làm sao người ta nghe theo được, phải không ạ? Họ cái đúng việc của họ đó, không nói bác Trần Siêu nghe này, nó sai hoàn toàn. Tại vì người Việt Nam mình đâu phải là những cái người mà người ta điên loạn hay người ta không có suy nghĩ đâu bác Trần Siêu. Cái gì mày đúng nói rồi ra thì tao so sánh lại chính đất nước của tao trong đây tự tao biết chứ, phải không ạ? đúng Mà họ thì ở ngoài đó họ ra rả về, còn ở trong đất nước của mình tự bản thân mình cảm nhận được là nó đang như thế nào thì mình phải nghe theo cái bản thân mình, chứ không lẽ cho mình đi nghe theo người ta. Nên á, những cái bọn này, rồi tôi nói với bác nghe này, nó chỉ cổ xí, nó ủng hộ cho những cái phường mà ăn không ngồi rồi, những cái phường mà không có công ăn việc làm, những cái phường mà tệ nạn xã hội của Việt Nam thôi, có thấy đúng không? rồi Khi mà đánh đúng nhau, khi mà người đó mà sai phạm luật gì đó bị công an bắt bớ vô thì nó cứ là bảo vệ cho những cái người đó, giống như cái ông gì mà đang bị ở tù 20 năm đó, tại sao người ta bắt mình đi? Tại vì mình làm sai chứ, mình không làm sai ai là đi bắt mình. Cái nó kêu ông đó là anh hùng, nó kêu là bây giờ là chính quyền Việt Nam là phải thả cái ông đó ra, nó kêu kêu gọi mọi người là lương tâm của nước Mỹ của thế này thế nọ để mà can thiệp vào, để nó làm cái gì, để nó trục lợi cho bản thân nó tiếp. Chứ tại sao bao nhiêu người ta không bắt, người ta lại đi bắt mình? Đất nước Việt Nam có, họ có thực sự với bác Trần Siêu luôn, con cảm giác là họ rất là nhân đạo, họ rất là lương tâm, đúng họ cũng không có cái cảnh mà chém giết gì hết á, nó thấy rõ ràng là như rồi vậy. Nó cái việc đó chúng ta sống, chúng ta hiểu được cái vấn đề đó mà. đúng Họ mà rồi bây giờ con nói bác nghe này, ở đây á, tại vì sao mình phải tôn trọng cái cuộc sống của mình, và khi mà mình tôn trọng cái cuộc sống của mình rồi thì mình nhìn lại cái quá khứ của lịch sử, lúc đó thì mình càng trân trọng hơn. Tại vì sao? Tại đúng vì rồi xương máu của ông bà cha ta ngày xưa đổ ra biết bao nhiêu không để chúng ta có ngày được ngày hôm nay, mà bây giờ tại sao nó lại không cho chúng ta bảo vệ? Nó lên trên mạng diễn đàn, nó lôi kéo người ta, nó xúi giục người ta để mà biểu tình thì được, còn bản thân những người yêu nước như mình á, mình lên mình bảo vệ đất nước thì nó kêu mình là dư luận viên, nó kêu là nhà nước thuê cho mình đi để mà lên mà phản biện lại nó. Hỏi bác chứ có nhà nước nào mà người ta làm những cái việc như vậy? Ở đây là phát xuất được cái tâm từ, tấm lòng yêu nước, yêu chính cuộc sống của mình. Giống như bản thân của con, trước giờ con cũng đâu có biết cái về vấn đề chính trị là cái gì, con không hề biết. Con khi chỉ biết từ khi mà con theo dõi clip của chú Lợi, của anh Lợi Minh ở bên Mỹ á, con thấy ảnh 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 là người Việt Kiều, nhưng mà ảnh 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 về Việt Nam, ảnh ca ngợi đất nước, thì con thấy là ủa, cái người ta là người đi xa quê hương mà người ta ca ngợi đất nước như vậy, thì huống chi mình lỡ trong nước của mình không có yêu thương cái dân tộc, cái chính cái cuộc sống của mình. Nhưng mà cái nghịch đúng lý một điều như vậy là con thấy là anh Lễ Minh anh bị chửi, anh bị cái lũ bao que chửi, thì từ lúc đó con mới thấy cái sự bất bình của trong cuộc sống mình, con mới trỗi dậy, và cái lòng tự tôn dân tộc của con mới trỗi dậy, và con mới tìm hiểu trên những cái diễn đàn này mà con tham gia.
Ủa tại vì sao, tại đất nước của người ta mà người không cho người ta ca ngợi, không cho người ta yêu Rồi, thương, chào tất nó cả anh em. miệng miệng cứ kêu là yêu yêu nước thương dân, nhưng mà cái gì của Việt Nam nó cũng chê bai, nó cũng trù dập, nó cũng chửi rủa người ta hết. Một một cái điều mà nó nói là đảng cộng sản, nói một đằng mà làm một nẻo, nhưng mà thực sự ra nó nói chính bản thân của nó là như vậy. Miệng thì Đúng nói cái rồi. này, động thì làm là một cái khác. Miệng thì nói là yêu thương, nhưng mà cái hành động thì muốn đập đổ, muốn là cho một cái cuộc chiến tranh. Mà ở đây chiến tranh ở đâu, ai gây ra? Đâu có thằng Tây thằng Tàu nào gây ra đâu, bác Trường Siêu ạ. Mà muốn Đúng người Việt Nam thì phải dùng người Việt Nam để mà chém giết lẫn nhau, giống như là cái hồi xưa mà Mỹ nó chia rẽ Việt Nam để nó lập lên nước Việt Nam Cộng Hòa, để mà cho nước Việt Nam Cộng sản Việt Nam với Việt Nam Cộng Hòa đánh nhau đấy. Đó, bây rồi. giờ cái cách y như vậy, nó cũng bỏ tiền về Việt Nam, nó dụ dỗ lôi kéo. Thì hồi xưa Mỹ nó cũng làm y hệt như vậy, nó cứ viện trợ cho cái bọn Việt Nam Cộng Hòa đó để mà đi theo nó. Cái bọn đó là cái bọn tham sống sợ chết, cái bọn đó cái bọn mà con thấy tham sang phụ khó. Bây giờ nó cũng cổ suý cho cái bọn ở trong nước mình hiện tại cũng y hệt như vậy, làm thì không chịu làm mà chỉ muốn ăn thôi, muốn hưởng thụ. Bây giờ chửi Việt Nam càng nhiều là càng có được nhiều tiền, có thấy Mọi không? người chia Bây sẻ đi cho giờ Hùng Linh vào đây. mình làm không chân chính, mình không làm cái việc đó không có mang tính là tốt đẹp, thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ là một những điều vô nghĩa, và không có ai ủng hộ hết, chỉ có bọn nó ủng hộ cho nhau thôi. Chứ hỏi bác, chứ những cái người như như con với bác, có khi nào người ta ủng hộ không? Đúng rồi. Nó nói rất là đúng. Mọi người chia sẻ đi cho Vũ sư Hùng Linh vào cho lên đây để cho một trận. ai Vũ ai sư Hùng ai Linh ai có bắt dám ai lên đây lên bắt ai lên bắt không? Không 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 nói, cháu cứ nói đi, đây là đang nói mọi người chia sẻ để cho Vũ sư Hùng, mời Vũ sư Hùng Linh vào vào đây. Đấy, thế thôi, mình không kết bạn Vũ sư Hùng Linh cho nên là mời được Vũ sư Hùng Linh vào đây để cho nó nghe. Cháu cứ nói đi, đó. Còn thế bây giờ rồi cháu cứ con mới thấy là cái gì mà đốt sạch, giết sạch, phá sạch, rồi giết nhổ tận gốc Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi giết hết những cái bọn dư luận viên mà giống như là con với bác vậy á. Con nói trời ơi, đây con chả có biết dư luận, sau này con mới biết cái từ dư luận viên là cái gì, chứ con trước giờ con không biết dư luận viên là cái gì hết. Thì con mới nói, ủa mình là một cái người công dân bình thường mà bây giờ mình lên trên đây mình diễn đàn, mình chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của mình với quê hương đất nước, vậy mình cũng là dư luận viên hả? Ở đây á, rõ ràng á, mình làm một cái việc mà nó phát xuất từ cái tâm, cái lòng yêu nước của mình, chứ không phải là vì cái mục đích của bạn đó. Mục đích của bạn đó nó có hai loại, một loại là khát máu, một loại khát máu vì cái thù hận, một loại nữa là vì vì tiền. Nó hai cái đó nó bổ sung cho nhau. Một những cái người mà người ta khát máu, người ta thù hận Cộng sản Việt Nam á, ta chứ bây giờ cái tư tưởng của họ họ đâu có phân biệt được cái gì phải trái đâu. Còn cái bọn mà cái bọn vì vì chính trị để mà họ trục lợi, họ lợi dụng những cái kẻ ngu muội đó để mà họ trục lợi, nên họ họ cứ cấu kết với người Việt Nam ở trong đây, kiếm những cái việc không gì biết. mà thì thích ra cho nhiều, chuyện không có thì nói ra cho có, để làm cái gì, làm cái lý do để đem về bên Mỹ moi tiền những cái bọn kia tiếp, để mà xem là một cái nghề của họ. Họ nói chứ cái hàng nghề của họ là bốn mươi mấy năm nay rồi, họ ăn của người ta hết biết bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà vẫn có những kẻ rất là ngu muội đến bây giờ vẫn còn đưa tiền cho những cái bọn mà lợi dụng chính trị để mà hãm hại đất nước Việt Nam. Yêu nước mà bây giờ trong hội hỏi bác, chứ bây giờ người ta đang thanh bình, đang phát triển như vậy, về thì cứ về, cứ đóng góp xây dựng, đâu có ai cấm cản gì đâu. Không không có không không có về mà bây giờ muốn đạp đổ, kêu là chống Trung Quốc, kêu là thù Trung Quốc, mà bây giờ thay mặt Trung Quốc để mà đạp đổ Việt Nam thì không khác nào đi làm tay sai cho Trung Quốc, bác thấy không? Đúng. Ai không biết là chúng ta với Trung Quốc là hai cái nước nó đối nghịch nhau, nhưng mà bây giờ cũng phải là trên cái phương diện là ngoại giao cũng phải xem là bạn bè, để nó không có cái lý do để mà nó đánh mình, hay là cái nói chung là về trong vấn đề ngoại giao á là mình có cái sự khôn khéo ở trong đó. Chứ hỏi bác chứ ai mà bưng bô, ai mà làm tay sai cho Tàu Cộng, mà trong khi đó nó chửi người ta, mà giờ nó đi lại thay mặt cho Trung Quốc để mà đi đạp đổ Việt Nam, thì khác nào nó đi làm tay sai Trung Quốc. Có thấy rõ ràng là Đấy, như vậy không? nó thì nó muốn là cho Việt Nam mình đánh nhau với Trung Quốc để nó hưởng lợi, cho nó không khác gì nó xúi mấy người dân chủ cuội đi biểu tình để cho nó hưởng lợi thế thôi.
Chứ bọn nó thì có thương gì đất nước, có yêu gì đất nước. Bọn nó là muốn phá vỡ đất nước thôi chứ không yêu đất nước đâu. Đấy. Tao Suốt cứ nói ngày á, suốt ngày bác thấy không, cứ nói là đi. hèn với giặc, ác với dân, bán đất bán nước cho tàu tàu cộng. Ai bán tất đất nào, tất miếng miếng nước nào cho tàu cộng. Trong khi đó ở đây á, là như bác Trần Siêu cũng thấy là tất cả những cái nước hiện tại là đều có chủ quyền, và Việt Nam cũng Đó. đang nằm trong Liên Hiệp Quốc, và mọi thế giới trên tất cả những cái nước trên thế giới phải công nhận cái chủ quyền đó. Thì chúng ta dựa vào cái chủ quyền đó để chúng ta bảo vệ được cái nền an ninh và cái sự phát triển của đất nước mình chứ. Chứ Trung Quốc nào mà nó Đúng. có cơ sở thì nó qua nó đánh người ta. Nếu mà mình không Đúng. đánh nó trước thì nó làm gì nó đánh mình. Đó là cái cơ sở mà nó cứ muốn thúc Việt Nam đi đánh Trung Quốc là nó như vậy. Tự nhiên bây giờ cứ bắt người ta phải đi đánh với nó, mà nước mình có chín mươi mấy triệu người, bắt đi đánh với 1 tỷ mấy người để mà chứng minh cho nó là không có hèn với giặc, ác với dân. Mà hỏi hỏi với bác cái này, ác với dân hồi nào? Bây giờ cái cuộc sống này là nó phải có cái người tốt người xấu, nó phải có cái luật Đúng pháp để rồi. người ta bảo vệ cái người tốt và người ta trấn áp cái người xấu. Thì khi mà cái bọn xấu nó làm việc gì đó, người ta trấn áp thì nó lại bảo vệ cho cái bọn đó. Nó kêu là Việt Nam đàn Đúng áp rồi. đàn áp mà giết hại cái lũ đó. Bác thấy cái nhiều cái bảo vệ, chỉ có nói với bác chứ khi mà con suy nghĩ một điều á, cái bọn này á, khi mà cái tâm tính của nó mà dã man mà độc ác rồi á, thì nó lấy cái sự dã man độc ác của nó cứ áp đặt cho người khác. Miệng thì lúc nào cũng kêu là thánh nhân lương thiện, nhưng mà cái trong lòng toàn là dao búa, toàn là diêm phúc, toàn là súng đạn không, mà lúc nào cũng muốn đi chém giết người ta. Mà miệng thì lúc nào cũng hô hào là nói là chính nhân quân tử, lúc nào cũng là cái người lương thiện. Bác thấy á, ở đây bác thấy á, bác Hồ á, được bao nhiêu triệu người trên thế giới mà người ta ghi nhận là thánh nhân của Việt Nam mình, là một cái người hùng của dân tộc, ai cũng Đúng rồi. ca ngợi hết á. Mà có cái lũ này á, nói thiệt với bác chứ, nó cứ xuyên tạc lịch sử, nó bóp méo sự thật, nó xúc phạm bác Hồ, không có còn một cái gì hết. Giống như cái Đúng. con mà Nguyễn Huệ nãy con nói với bác á, nó cứ vô trong những cái đàn mà anh chị em yêu nước á, cứ nó chia sẻ những cái bài mà xuyên tạc lịch sử, nó giả danh là trí thức, nó giả danh nó là bác sĩ ở ngoài Hà Nội, nó giả danh á, là nó là vô thành thành được kết nạp đảng. Đảng nào, bác sĩ nào mà 1 2 giờ đêm á mà lên trên mạng, ngồi trên Facebook để mà gửi bài xuyên tạc về bác Hồ và về đất nước, có bác sĩ nào mà như vậy Đúng. không? Con kêu nó bây giờ, nếu mà mày chứng minh mày là bác sĩ á, bây giờ mày chỉ cần like cho tao một chút xíu, 1 phút thôi, nó đầu là nói là nó đang ở trực bệnh viện, có nó ủa bác sĩ gì mà bây giờ người ta đi phục vụ cho dân, 10 giờ 11 giờ người ta nó đi ngủ rồi, còn mày bác sĩ gì mà bây giờ 1 2 giờ mà mày còn lên trên mạng mày đi xuyên tạc đất nước, mày đi xúc phạm bác Hồ. Nó kêu là nó phải đi Đúng. trực. Nó nói ok, bây giờ nếu mày 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 chứng minh được mày là bác sĩ thì mày chỉ cần mày like cho tao 1 phút thôi để tao biết mày đang bận áo blue trắng bác sĩ mà đang ở trong bệnh viện, ok mày nói cái gì tôi cũng nghe hết đó. Thế là nó đâu có làm được, có thấy không, nó đâu có làm được. Nó nói là em cho địa chỉ của em đi, mai chị sẽ bay vô vô trong 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 miền Nam thì gặp em. Con nói thì cái dân cộng sản nó quân tử lắm, mày muốn địa chỉ con cho mày địa chỉ luôn, con cho địa chỉ nhà của con Đúng. cho nó luôn chứ bộ. Xong rồi cái À. nó đâu có chứng minh được cái vấn đề là nó là bác sĩ đâu. Con nói á, bây giờ mày không có cần nói nhiều, cái cách của mày như vậy á để những cái người trên diễn đàn này họ hiểu mày mày là người thế nào. Mày đừng có giả danh tri thức ở đây, mày muốn tri thức thì tao tri thức, còn mày bà giả danh tri thức mà mày cuối cùng mày cũng là cái phường rác rưởi thì tao không có cần phải tôn trọng mày. Đất nước bác Hồ mày còn không tôn trọng thì mày lấy cái gì bắt người ta tôn trọng mày? Đúng. Hôm nay nó nhắn lại cho con, nó nói chị vào trong miền trong vô cái địa chỉ của em mà chị hỏi người ta đó, người ta không có biết em là ai hết, em cũng giống như là em lừa chị, giống như là bác Hồ, giống như là Hồ Chí Minh vậy đó. Nó nói vậy, tao nói á, hình ảnh của tao mày để đó làm chi, tao đây là tao cho là tao cho đúng cái địa chỉ, ví dụ như mày vô mày hỏi không phải tao, mày không hỏi tao, đưa cái hình tao ra coi, hỏi tao có biết không. Nói chung là con này chỉ bác chứ hả, bao que là suốt đời chỉ có là bao que thôi, mà Đúng nó không rồi. phải là cái người nó là thằng đàn ông. Con kêu bây giờ mày muốn chứng minh mày cái điều mày nói á, là thực sự á, ok mày cứ lên trên diễn đàn mày cứ like người ta một một
hoặc là mày đối chấp với tao đi, vậy tao mới phục mày chứ. Bây giờ mày cứ núp cho mày núp bóng chỗ này, mày xuyên tạc chỗ kia, ai mà tin mày? Đúng thế, Cái bọn tính bó của que con, này á con thì tính của con là con rất là rõ ràng về vấn đề, con rất là rõ ràng. Ví dụ như mình sai, mình chấp nhận, mình xin lỗi, mình đúng là mình bảo vệ, nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng. Còn bây giờ con ghét cái thứ bao que mà nó cứ mà núp bóng chỗ này, xuyên tạc chỗ kia lắm, con không có chấp nhận cái những cái loại đó. Con phải vạch mặt đó, cho nó ra cái mặt nó luôn. Bây giờ con nói thiệt cho bác, con không thích hỏi cái gì hết á. Mày muốn địa chỉ cho mày địa chỉ, mày muốn điện thoại cho mày điện thoại luôn. Rồi mày vô đây mày tìm mày gặp tao. Mà hỏi bác chứ có thằng nào con nào nó vô nó gặp. đúng thế. Nói chung là không xuyên tạc thì không phải là bao que. Bọn bao que thì con chào anh Trần Phi Sường, nó muốn xuyên tạc như thế, nó nghĩ rằng bà con ở trong Việt Nam là ai cũng nghe chúng nó, nhưng chúng nó nhầm, có ai nghe đâu, chỉ có một rúm bọn dân chủ cụ thôi. Ví dụ như lên diễn đàn mấy cái thằng là dân chủ cụ ấy, chúng cũng bảo thẳng nó luôn, nó bảo chú là chú phải đứng về phía người dân, mà đúng tôi đứng về phía người dân, nhưng mà tôi đứng về phía 90 triệu người dân, chứ không phải đứng vào về phía mấy một rúm cái người nó ăn nói lăng nhăng này mà hô hào là người dân. Thì các bạn chỉ có một rúm người thôi, các bạn không đại diện trực diện được cho 90 triệu người dân, mà tôi là người đứng về 90 triệu người dân, cái chính để bảo vệ 90 triệu người dân, chứ không phải bảo vệ các bạn. Các bạn chỉ là một rúm người ăn nói lăng nhăng ở trên diễn đàn này thôi. À, mình nói thế thì cho nó biết là như vậy. Nó bảo là toàn dân bây giờ 90 triệu dân ủng hộ chúng nó đấy, thử xem nào đấy, nó bảo ngày 2 mùng 2 hay mùng 4 này 90 triệu người dân chia 6 trên 63 tỉnh thành sẽ giúp biểu tình vào đấy, rồi chúng mày xem tao còn sống đây, chúng mày còn sống đây nè, thử xem nào khác gì ngày mùng 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 10 tháng 6, mà trong khi đó mùng 6 mùng 7 chú đã nói với bọn nó rồi, chúng mày xuống thì lại có một loạt vào tù, y rằng lấy thật một loạt vào tù đấy. Chứ có được cái gì đâu, có làm gì được đâu, không làm. Người kia mà con nói với bác nghe thế này: mình khôn thì mình nhờ, mình ngu thì mình chịu. Đất nước của mình đang sống sung sướng, mình muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm gì thì làm, mà bây giờ còn Đúng đòi cái rồi, gì nữa? đúng, Bây giờ đòi muốn cái nói gì? gì thì nói, muốn nói gì nói, có ai cấm mình đâu, miễn là mình không ảnh hưởng ai. Bây giờ chúng nó nói là chúng nó xuống, chúng nó cũng bảo chúng nó là có quyền xuống biểu tình đấy, theo theo như mình nhớ bảo chúng mày có quyền được, chúng mày có quyền, nhưng mà ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Ví dụ như chúng mày ra ngoài đường mà chúng mày làm ách tắc giao thông để làm ảnh hưởng người khác, thì người khác người ta có quyền người ta đánh chúng mày, vì người ta cũng có quyền mà, đúng không? Vì chúng mày là cái loại làm ảnh hưởng người ta thì là người ta sẽ có quyền đánh mày, đúng không? Là làm ảnh hưởng đến những cửa hàng người ta không buôn bán được, đúng không? Người ta cũng có quyền người ta đánh mày, chúng mày cãi với đâu nữa, vì đấy là cái quyền của chúng mày, thì người ta cũng có quyền của người ta đấy, nói rõ cho chúng mày biết thế. Chúng mày cứ giỏi, chúng mày cứ xuống đi, rồi chúng mày xuống đi, xong người ta có đánh chúng mày đâu, chỉ có mấy thằng dân chủ cội thôi, không dân bây giờ không ai người ta theo nó nữa đâu, dân người ta khôn rồi, người ta nhìn cái mùng 10 tháng 8 là người ta biết rồi, cho nên cái ngày 16 17 ngày hai mấy đấy là chúng nó hòa mấy cái bữa chủ nhật mấy thứ bảy xuống biểu tình, nhưng mà có ai đâu. À, có mấy đứa dân chủ cụi rồi là tự tan tan rã thôi, không thấy ai, tự tan rã thôi, vì nó chơi chúng nó ra là nó sợ, bọn đấy nó sợ lắm. Ví dụ mà như chú nói đấy, có 5 đứa nha, vừa kể cho mình nghe, 5 đứa là Uyên Thùy là một này, nữ tướng Uyên Thùy là một này, rồi đến Lê Minh Thể là hai này, Biển Mặn là ba này, thằng nhà quê nó là bốn này, mới đi nào nữa nhỉ, là 5 thằng đấy xuống. Thì trong khi đó đấy là Biển Mặn ấy thì xuống biểu tình được đâu hơn tiếng đồng hồ thì chui ngay bệnh viện trốn mất, bảo là bị ốm. Lê Minh Trẻ thì đến ngày biểu tình thì bắt đầu là bảo mẹ ốm phải về trông mẹ đấy. Nguyên thì trốn tuyết là từ trong rừng ở trên Đắk Lắk, Tây Nguyên giáp với thị nào đấy, trốn ở trong đó hơn 1 tháng mới dám ra, còn thằng nhà quê chạy tuốt sang bên Campuchia đấy, hơn 1 tháng mới dám về đấy. Đấy là những lãnh tụ mà coi như là trốn bỏ trốn hết, còn để xúi mấy người dân trong biểu tình mà đâm ra là gây bạo động ra để cho dân bị bắt oan đi tù. Thế có phải là mấy cái ông lãnh tụ như thế? Nó bảo nó không phải lãnh tụ, mà không phải lãnh tụ tại sao không kêu gọi xuống biểu tình, người dân xuống biểu tình, tất cả những người ai mà đứng lên kêu gọi người ta biểu tình, người đó phải là lãnh tụ, phải có uy tín người dân nó mới nghe chứ. Bây giờ nếu anh không có uy tín thế thì anh kêu gọi làm sao được người ta,
vậy mà anh bảo anh không là cán bộ thì tốt nhất thì anh không là lãnh tụ thì anh đừng lên kêu gọi người ta nữa đấy, đúng không? Đấy, xin mời cháu Nói khi mà nói nói với có những cái những cái bác ba que như thế này này, mình có cái trái tim và mình có cái khối óc để mình làm cái gì, trái tim để mình yêu thương và cái khối óc để mình suy nghĩ, phải không ạ? Bốn mươi mấy đúng. năm nay là các bác, nói thì các bác các chú đã sống trong một cuộc sống quá là vô nghĩa rồi, cái tiền mà các bác sống nộp cho cái lũ đó nó cũng quá là vô nghĩa rồi. Ủa Bây giờ tại sao mình chấp nhận được cái luật pháp ở Mỹ, tại sao mình không chấp nhận được cái luật pháp ở Việt Nam? Việt Nam nó có đất nước, có chủ quyền, có độc lập, có tự do hẳn hoi mà. đúng Mình rồi. về mình thăm quê hương, quê cha đất mẹ của mình, ai bắt mình, ai làm cái gì mình? Còn nói thì cái bác Trần Đúng. Siêu này, khi mà họ sống ở bên đó đó, họ bị nhồi nhét những cái điều mà nó không đúng về Việt Nam. Đâm ra họ, cái bản chất của họ giống như là cái sự mà sợ hãi của họ, cái sự sợ hãi của đứa trẻ con của họ đó, nó đã hình thành đến Đúng tính rồi. cách của họ. Đâm ra bây giờ chỉ cần mà hù một tiếng gì thôi là họ sợ, mà nói chung là họ víu giò đi chạy không kịp. Thậm chí bây giờ về Việt Nam ở đây họ cũng không dám đi về. Đúng. Nếu mà Có dám đi về đâu. thực sự Việt Nam mà nó tàn ác, nó độc ác, nói chung là giống như những cái mà bọn ba que nó hàng ngày nó nói á, thì tôi xin thưa, chính bản thân tôi ở đây tôi đã lên tiếng và tôi đã chống đối, đã phản đối rồi, phải không bác ạ? À? Rồi. Nhưng mà rõ cái thực tế của người Việt Nam mình đang sống ở đây, mình có phải bị như vậy không? Trước chưa bao giờ mấy ông công an, mấy ông nhà nước ổng làm cái gì bản thân của hạnh phúc à, chưa bao giờ. Còn khi mà mình chạy ra đường, mình chạy xe, mình bị phạm luật, mình vượt đèn đỏ hay là mình thế này thế nọ, thì lúc đó người ta mới bắt mình thôi. Bắt thì sau đó là Đúng. mình phạt tiền hoặc là cái gì gì đó, thì cái đó là cái việc mà trong cuộc sống nó là một cái việc xảy ra hết sức là bình thường. Tại sao người ta phải đưa ra cái luật cho mình để mà người ta đưa cho cái con người ta nó vô một cái khuôn khổ để người ta sống nó tốt hơn chứ? Bây giờ ở đó nó cứ Đúng. cổ xí cho những cái mà cái luật của người ta đưa ra nó không chịu. Bây giờ luật an ninh mạng đưa ra nó cũng không chịu, luật đặc khu nó đưa ra cũng không chịu, mà bao nhiêu nước ở trên thế giới người ta đã áp dụng rồi, trong khi đó Ở Việt Mỹ Nam mình á, chú nói cho cháu biết nhá, ở Mỹ á thì vượt đèn đỏ nó cho đi tù, vượt đèn đỏ nó đi tù. Nhưng ở Việt Nam này vượt đèn đỏ chửi nhau cãi nhau lại vì cãi nhau với công an thì nó bảo là đàn áp nhân dân đấy. Đấy là cái bọn ba que, cái văn hóa ở bọn ba que nó thế đấy. Đấy. Bây giờ nói cho mọi người biết là này, cái bọn ba que thì cái tốt ở Việt Nam thì nó cũng cho là xấu mà thôi. Cho nên bây giờ nói đúng ra là cái xấu ở bên Mỹ thì nó cũng cho là tốt. Ví dụ như cái thằng Pu Chong, thằng nào đấy nhà Mỹ Hải Ngộ, nó bảo ăn cứt Mỹ còn thơm hơn cơm ở Việt Nam. Đấy. Thế cho là bọn nó mới ăn cứt ở bên Mỹ nó thơm đấy, còn Việt Nam thì toàn ăn cơm thôi, cho là ăn chắc là không bỏ, ăn cứt cứt Mỹ mới bỏ, cho bọn nó ở bên Mỹ cho nó ăn cứt Mỹ đi cho nó bỏ nó thơm đấy. Thằng Pu bởi Chong vì với cả á, thằng con nói với bác đó, nó làm toàn là những cái chuyện ngược đời hết, nó ngược đời hết hoàn toàn. Tất đấy. nhiên á, là đất nước mà đang phát triển như Việt Nam không có nghĩa là chúng ta nói chúng ta hoàn hảo. Không hoàn hảo đây có nghĩa là cũng phải có người này người kia, phải không ạ? Ngay ngay cả trong Đó. cái cán bộ nhà nước mình thì cũng có cái người này người nọ, chứ không phải là ai cũng hoàn hảo. Cái việc đó là cái Đúng việc mà rồi. chúng ta phải thừa nhận. Và dĩ nhiên là trong cuộc sống này mọi người thấy không, con người nó có rất là nhiều loại, tại sao phải có Đúng ba rồi. que mà tại sao không có cộng sản, phải không? Phải hỏi được điều như vậy, tại sao Đúng. một cái mà người ta người người ta người khi mà người ta tham gia chiến tranh đó, người ta chỉ biết hy sinh để người ta được giành lại cái độc lập tự do cho con cháu mình, còn một cái Đúng loại rồi. đó thì chỉ thụ. Bác Trần như thấy rõ ràng Đây không, là tham đây gia này, vào cái đế chế của Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì sao? Tại vì bọn đó nghĩ là nước Mỹ sẽ là nước thắng, cộng sản không bao giờ thắng, mà họ bọn họ sợ bọn họ sợ bị chết. Và cái đặc biệt là khi mà đi theo Mỹ rồi đó thì họ được sống sung sướng hơn là cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam bác thấy không có một cái quần một cái áo để mà bận, không có một hạt cơm để mà ăn.
đánh là có nghĩa là cái bị cái tư tưởng của họ là họ chỉ muốn là giải phóng độc lập cho con cháu họ sau này nó bớt khổ thôi, họ chẳng thà họ Đúng hy rồi. sinh. Còn cái bọn mà bay Đó. que bắt đúng không, cầm Để súng nói cầm cho dao bọn đi học cầm nè. đi ăn giết những người già, những đứa trẻ con thôi, đi hiếp những cái người phụ nữ thôi, rồi ăn uống tận hưởng cuộc sống ở bên Mỹ người ta viện trợ cho mình. Đó đâu phải là một cái lý tưởng. Mình đã sống, mình đã sai ngay từ cái lúc đầu rồi, mà bây giờ mình không có chấp nhận mình cái việc cái bản chất của mình là mình sai rồi á, khi mà chiến tranh đã qua đi á, lại một lần nữa là sợ khổ. Tại vì bác biết cái thời đó thì bác con biết là bác Trần Siêu cũng biết là cái Việt Nam mình là cái thời mà sau chiến tranh rất là khổ phải không, rất là đói, có Đúng một cái rồi, nạn đói, một cái trời năm nào là đói chết rất là nhiều người không ạ. à, đấy thì lâu lắm rồi, cái năm mấy năm 1945 cơ, năm 1945 thì cái năm đó là bố mẹ của chú thì mới biết được, cái năm đó là năm Việt Nam mình hơn 1 triệu người Không chết đói không không nhưng ý à. con nói là năm 1975 sau đó thì cũng có một cái khoảng thời gian mà Việt Không Nam rất là không, nghèo không ạ. nghèo đói thì có nhưng mà chết đói là không có, có nghĩa là rất là nghèo và đói. Lúc đó nhá, Việt Nam ta sau khi chiến tranh giải phóng năm 75 xong ấy thì Trung Quốc nó đòi nợ, cái đòi nợ cái số tiền mà trong thời gian chiến tranh là nó giúp đỡ Việt Nam, nó cho Việt Nam vay mượn. Đấy, trong khi đó nó xúi Campuchia đánh mình. Thế mình lại phải đánh Campuchia, lại phải là xong đó lại phải đánh Trung Quốc, mà Việt Nam mình lúc ấy rất là đói, rất là đói. Đồng tháp 10 chưa có giải à, chưa nhân dân là chưa phá hoang được đồng tháp 10. Một số khu như là miền Đông miền Tây là chưa phá hoang được. Cho là đất nước mình lúc đó là rất là đói, đúng là như thế. Bắt đầu có đỡ đói là từ năm 585 86 thì bắt đầu là bà con phá đợt đầu tháng 10 thì bắt đầu là mình đỡ đói, sau rồi dần đủ ăn đủ gạo phát để ăn. Đấy, sau đến năm 93 là mình xuất khẩu đủ lúa gạo rồi, nhưng mà nói về cái lúa gạo thì đến năm 93 mình không không phải để phải phải lo về lúa gạo nữa, nhưng mà về vấn đề phát triển kinh tế thì Việt Nam mình lúc ý là quá kém, đúng là kém, lúc ý mình là rất là khó khăn về vấn đề kinh tế, nhân dân ấy rất nhiều người nghèo, ví dụ như thế. Thời gian đó mình phải nói là nhân dân mình thì có phải khoảng 60-70% là dân nghèo. Đấy, cái thời gian đó là gọi là dân nghèo đấy. Việt Nam mình nhé, năm 80 là thế giới đánh giá là Việt Nam mình là nghèo nhất thế giới, một trong 10 nước nghèo nhất thế giới, trong đó có Việt Nam mình. Đấy, đấy là cho bị hiểu đấy. À, thời gian đó là ngoài cái tiền tiêu thì không nói đến, nhưng mà cái gạo còn chưa có đủ ăn. Mãi vì sau đến năm nếu nói có gạo đủ ăn, gọi là đủ ăn thì là năm 88 trở đi thì bắt đầu gạo đủ ăn. Vậy nên năm 93 là Việt Nam mình bắt đầu xuất khẩu được lúa gạo rồi. Đấy. Cho nên là khi đó là Việt Nam mình nói thật, đúng là đói. Nhưng mà đến bây giờ tính từ năm 95 là sau khi là được xóa bỏ cấm vận đấy, là mình được phát triển với các nước thế giới, mà trong cái thời gian gọi là thế giới nó tìm hiểu mình và mình tìm hiểu ra bên ngoài thế giới, nó mất khoảng 5-7 năm. Thì tính bắt đầu phát triển là từ năm 2002 đến giờ là đất nước Việt Nam bắt đầu mình phát triển. Đến bây giờ mới có Rồi, 16, rồi. 17 năm. Con hỏi bác về cái vấn đề đó là để con về cái thông cái vấn đề này. Có nghĩa là khi mà Mỹ phát động chiến tranh ở Việt Nam, bao que bằng ngụy quyền á, nghĩ chắc chắn 100% là nước Mỹ sẽ chiếm được Việt Nam, sẽ thắng. Năm đó Đúng thời điểm rồi. đó nó sợ chết và nó sợ nghèo khổ, nó chấp nhận nó làm tay sai cho Mỹ. Và khi chiến tranh Việt Nam kết thúc thì nó lại một lần nữa nó lại sợ khổ nữa, nó sợ đói nữa, nó lại đu Đúng càng rồi. lên theo đi bên Mỹ để mà nó sống cuộc sống giàu sang. Đến cái thời điểm hôm nay đất nước 43 năm nay phát triển lại rồi thì cái sự khát máu cái sự tham vọng của nó đó, nó lại lần một lần nữa thì nó lại muốn về Việt Nam để mà nó chia chác. Tại vì trước khi mà nó đi là nó nghĩ Việt Nam sẽ không bao giờ giàu, Đúng rồi. trong đầu lúc nào nó cũng nghĩ là nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam á mà lãnh đạo đất nước đó thì sẽ không bao giờ giàu và Đúng một cái rồi. đất nước rất là nghèo đói lạc hậu đó. Thì đến cái thời điểm hôm nay á, nó về Việt Nam thì cái suy nghĩ của nó với lại cái cách mà nó nhìn nó hoàn toàn nó khác nhau. Đúng Tại rồi. vì thường chúng ta phải thấy giờ chúng ta đâu phải là chúng ta nghèo đói nữa, chúng ta là Đúng. ăn uống, chúng ta là chúng ta đang gọi là cái từ tận hưởng hưởng thụ Đúng. đó. Nhưng mà như thế này, bản thân của nó tự dối lòng là nó biết là Việt Nam vẫn rất là sướng, nhưng mà Đúng miệng lúc rồi. nào cũng ra là Việt Nam vẫn là còn nghèo đói còn lạc Rồi. hậu. Để làm cái gì?
để lấy cái lý do là tội người biết sao không, lấy cái lý do là Đảng Cộng sản Việt Nam á lãnh đạo bốn Rồi. bốn mươi Vào lo truyền bá cho nhân dân là Đảng Việt Nam, ý là Đảng Việt cho bà con là đứng lên biểu tình, nhưng bà con ấy, một số người ấy, thì người ta thừa nhận được cái mỹ âm mưu của nó, nhưng một số người vì đồng tiền, à chào Lưu Long, chào tất cả anh em trên đàn nhá, một số người vì đồng tiền mà họ coi như là lập ra một số cái hội nhóm là dân oan dân chủ, rồi là lập ra một số cái hội nhóm mà chống phá đất nước như là cái hội Lô U đấy, là chuyên môn là lập ra một số cái nhà gọi là nhà báo độc lập, đi đến ngửi thấy mùi ở chỗ nào có cái công việc gì là lao đến, không khác gì là cái loại kèn kèn ăn xác thối đấy. Lao đến đấy là coi như là mớm lời xúi giục cho những người dân đó để cho người ta kiện cáo này khác đấy. Thực tế là toàn cái dân tham, nhưng mà để đi kiện cáo để phá rối đất nước đấy, thế mà không làm thế thì lại không có tiền. Rồi xe ôm đấy, hỏi mấy cái thằng nó lên mấy diễn đàn nó kia hỏi thế chúng mày làm cái nghề gì, thì nó bảo bây giờ là học hết lớp 12 rồi không xin được việc làm gì, bây giờ phải đi phụ hồ mới đi, đi xe ôm, thiếu công ăn việc làm tại vì chưa có đủ các nhà máy để cho thanh niên công ăn việc làm. Nhà nước ta đang ký kết, đang ngoại giao với các nước để kêu gọi các nhà đầu tư vào Việt Nam lập ra những nhà máy, lập ra những sinh nghiệp để cho nhân dân Việt Nam có công ăn việc làm, thì chúng ta bảo là bán nước. Và cái bọn nó là đúng là không ai ngu bằng bao que, bọn bao que là quá khốn nạn. Thế mà để cho nhân dân bây giờ không có ăn việc làm, người ta phải ra nước ngoài người ta xuất khẩu lao động, thì nó bảo sang đấy để đi làm nô lệ đấy. Mà muốn cho đất nước mình có công ăn việc làm, có nhiều nhà máy mọc lên, thì nó bảo Việt Nam bán nước đấy, nó là như thế. Cái bọn ba que lúc là người ta gọi ba que xỏ lá không phải là sai, khốn nạn nhất là cái bọn ba que đấy. Ba que là khốn nạn ăn hại ngu dốt đúng không?